Đường từ Junction City đi Nashville, thủ đô của Tennessee, chúng tôi ghé thăm nhà Tuyết Ngân, là thành viên của nhóm Tam Ca Áo Trắng ngày nào. Cuộc gặp gỡ chỉ trong chốc lát nhưng đã để lại những kỷ niệm khó quên. Ôm đi, ôm đi. Thấy vui không? Vui vui không tưởng nổi á, chào. Không tưởng tượng nổi á sao? Oh my đó. Đây là ca sĩ Tuyết Ngân, trưởng nhóm Tam Ca Áo Trắng nè. Chúng tôi đang lang thang ở bang Tennessee, tình cờ biết Tuyết Ngân ở đây và tìm mọi cách để mà vượt đường xa tới đây nè. Và ngày hôm nay mời cô dâu Tuyết Ngân, thiếu Minh Tú Minh Thư. Ngày hôm nay rất là cảm động là nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã ghé thăm Tuyết Ngân. Mặc dù không đủ ba chị em Tam Ca Áo Trắng nhưng cái bài này nó gắn liền với lại mấy tụi em từ khi mà quán nhạc sĩ mở cửa để làm cái sân khấu quán nhạc sĩ, là mỗi đêm cứ mỗi lần mà tới chương trình Một Thời Áo Trắng là bài Con Đường Đến Trường của anh Phạm Đăng Khương là lúc nào cũng được yêu cầu và hát. Và cái bài hát này nó gắn liền với tuổi thơ của tụi em rất là nhiều. Bởi vậy hôm nay á, sau mấy chục năm, ta 20 mấy năm mới gặp lại anh. Oh my god, chưa không bao giờ tưởng tượng được. Thí dụ mà mình có plan trước á rồi không có nói, cần này không có gì. Biết mới sáng. Có nửa giờ thôi. Hôm nay tụi này đang trên đường đi xuống Alabama và tiểu bang Louisiana, New Orleans, rồi sẵn đường tiện ghé Nashville, thủ đô của Tennessee. Nashville là thủ phủ của bang Tennessee. Dù thành phố không lớn lắm nhưng lại tràn đầy không khí âm nhạc. Đặc biệt là con đường Broadway luôn tấp nập du khách từ chiều đến khuya. Các ba ca nhạc và những nhóm nhạc hay những người hát rong trên đường phố đã làm say mê lòng người với điệu ra độc đáo, xứng đáng là xứ sở của cái nôi âm nhạc country. Nashville rất là nhộn nhịp và đông người qua lại và hầu như là không có ai đeo khẩu trang. Đường phố Nashville rất là rộn rệp. Rất là vui.
con đường Broadway ở New York á, nhưng mà nó ít có tưng bừng hơn. Chuyên nhiếp ảnh đến từ thành phố Johnson City. Từ Nashville đi Alabama có biết bao nhiêu điều thú vị. Chúng tôi ghé thăm nhà bạn Lam Phương, là một photographer quen thuộc với nhiều bức ảnh chụp phong cảnh và chân dung nổi tiếng. Một đêm dừng chân với những món ăn ngon, những bài karaoke quen thuộc và giấc ngủ say như chết sau những ngày lang thang trên đường. Đây. Chào các bạn. Bây giờ là chắc cũng khoảng 6 giờ 6 rưỡi chiều à. Nhưng mà ở ngoài trời vườn xa của nghệ sĩ Lam Phương mới này, Lam Phương 2 á, là có cái cây đèn đốt bằng dầu rất là đẹp. Bên phía xa xa là cái bàn tiệc của anh em chúng tôi. Nghệ sĩ Lam Phương vừa bắt ghế ngồi đó, các bạn thấy chưa? Đang làm cơm chuẩn bị ăn ha. Nhưng mà mình thấy cảm thấy là đi cái chuyến này với nhiều anh em chưa từng gặp mặt, nhưng mà thấy cảm thấy là giống như gia đình vậy đó. Thành thử mình rất là vui đi theo chuyến này về sẽ nhiều kỷ niệm nhớ anh em. Tôi từ tiểu bang Tennessee giờ đến Alabama để thăm ông bạn Phương. Ngày mai chúng tôi sẽ hoàn thành cái chuyến đi chụp ảnh và vui chơi với nhau. Như vậy là ngày mai không chụp phong cảnh mà chụp về đời thường của người dân ở New Orleans. Mình đi chụp hình theo nhóm rồi mình đi rất là nhiều nơi. Nhưng mà chuyến đi này là chuyến đi rất là thú vị.